Hello. Hôm nay mình mình sẽ nói về cái vấn đề làm sao để mà lựa một chiếc xe mà mình biết nó bị đụng, hay là cái xe nó bị đụng, hay là đã bị đụng qua. Thì hy vọng cái video clip này có thể giúp cho các bạn. Thì đây một chiếc xe của mình. Lúc mà mình mới mua thì nó cũng đã bị đụng qua rồi, mà sửa lại thì không nhẹ. Thì khi nhìn qua một chiếc xe, bạn có biết chiếc xe của bạn bị đụng hay không á, thì trước hết là nhìn cái hood. Cái này, cái phần phía trước. Phía trước thì bạn coi. Thí dụ như cái đường này, bạn nhìn thấy cái đường này không? Cái đường này nó dài lên trên đây nhưng mà nó không có đều, phía trên đây thì bự, ở dưới đây thì nhỏ. Thì chứng tỏ chiếc xe là đã bị đụng qua rồi. Hay là những cái chi tiết, nhìn cái phía bên đây, cái chi tiết bên đây thì nó đều. Nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi bên kia thì phía bên đây mình nhìn thấy là mình biết nó đã bị đụng rồi, cho nên khi có sửa lại thì nó vẫn không có đều. Những cái chi tiết nhỏ nhặt này mình nhìn mình mới căn cứ mình biết chiếc xe nó bị đụng hay chưa. Thứ gì nhìn nó không cân đối, cái lần này đi nó không có cân đối, đang bự nó xuống nhỏ ha. Thì không để ý thì không thấy đâu, thì nhìn mình mới để ý, mình mới thấy những cái trường hợp đó. Thứ nhì nữa, bạn để ý cái bánh xe. Cái bánh xe này á, thì nó nhìn thì thấy nó không chạy, nó còn chạy chút, và chứng tỏ là mình đã bị như mình bị leo lề hay là mình đụng vô cái gì rồi, cho nên nó bị chạy. Nó có những vết chạy nhỏ như vậy thôi, mình mà mình phải để ý. Thì cái lề nhà mình nó cao lắm, cho nên mỗi lần chạy vô nó bị leo lề. Thì cái đó phía trước, đơn giản ở phía trước. Hoặc là bạn có thể nhìn hai cái nước sơn, cái sơn của fender, sơn của cửa coi nó có khác nhau không. Nếu mà nó khác nhau thì chứng tỏ nó đã từng sơn lại rồi, nhưng mà cái nước sơn thì nó, nước sơn này bạn không có thể nhìn thấy được, tại vì nó nước sơn của nó là original cho nên không nhìn thấy được. Nhưng thì mình so sánh cái cửa bên đây với cửa bên kia coi nó có nước sơn nó khác nhau không, bên sáng bên tối hay là hai bên cùng đều, rồi mình nhìn mình biết được. Thì cái thứ ba nữa, mình nhìn hai cái bóng đèn phía sau. Ví dụ cái bóng đèn bên đây nó lại mới hơn cái bóng đèn bên này, thì mình vẫn nên đặt câu hỏi là chứng tỏ là cái bên mới đó đã từng bị đụng rồi, khi mà họ thay cái bóng đèn mới lên. Thì dĩ nhiên nó phải, cái bóng đèn mới thì dĩ nhiên nó phải mới hơn bóng đèn cũ, cho nên khi mà nhìn vậy thì mình biết là nó đã từng đụng phía bên này hay là thiếu đụng phía bên kia, mình có thể suy đoán được. Quan trọng, nhưng mà thật lớn chiếc xe đụng phía đằng sau thì nó không có quan trọng bằng chiếc xe đụng phía đằng trước. Chiếc xe đụng trước cái liên can tới máy móc, rồi nó có nhiều thứ ở trên máy móc lắm. Còn một chuyện nữa, khi đậu xe bạn coi vị trí nhớt xe dưới gầm xe nó có chảy nhớt không. Cái này thì không chảy nhớt, nhưng mà tại vì nó không cho tới máy cho nên không có chảy nhớt, cho nên không thành vấn đề. Thứ nhì nữa thì khi bạn, cái chuyện một chuyện khác khi bạn cần phải để ý tới là khi mà chạy lên xa lộ đó, lên xa lộ hay là đường trong, cái tay lái của bạn có nằm thẳng không. Nó thẳng vậy thì tốt, nó thẳng thì tốt, còn nó méo qua một bên hay là nó méo qua một bên kia thì chứng tỏ nó đã đụng vào cái axle rồi. Cái bánh xe nó đã đụng vào cái axle, cho nên thì mình nó đã đụng vào cái axle. Rồi một chuyện nữa, cái vấn đề quan trọng là bạn phải chạy lên xa lộ, chạy với tốc độ cỡ 80 đến 90 cây số một giờ, cỡ 70 mai, 60 mai, thì bạn sẽ cảm thấy chiếc xe của cái tay lái cầm của mình nó tưng, nó rung lắm. Thì chứng tỏ khi họ đã sửa hoàn hảo nhưng mà cái tay lái họ vẫn sửa không được. Thì đường trong chạy 3-40 thì họ có cảm giác nó tưng đâu, phải chạy cỡ 6-70 mai, cỡ 7-80 cây số thì mới cảm giác nó tưng được. Thì hy vọng cái video clip này giúp quý vị chọn, các bạn chọn ra một chiếc xe ưng ý mà không có bị người ta lừa gạt.